chào các bạn, mình là Thu Thảo và người bạn sẽ đồng hành cùng mình ngày hôm nay là Tuấn Thành. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục kể chuyện của chúng mình, nơi chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe, suy ngẫm và thảo luận những câu chuyện có thật trên thế giới trong tiến trình toàn cầu hóa, nơi giúp chúng ta có cái nhìn sâu sắc hơn khi đặt những khái niệm trừu tượng của toàn cầu hóa và những bối cảnh cụ thể. Và câu chuyện ở số phát sóng ngày hôm nay sẽ đưa chúng ta quay về những năm 70 của thế kỷ 20 để cùng tìm hiểu một dự án đầy tham vọng ở một nhà nước xã hội chủ nghĩa với mục tiêu thiết lập xã hội theo mơ ước để đạt dân chủ và hiệu quả. Đó là câu chuyện về dự án Cybersyn, một hệ thống mạng máy tính toàn quốc được xây dựng dựa trên những nguyên lý của phương pháp điều khiển học, hay được biết đến với cái tên quốc tế là Cybernetics. Nào, chúng ta hãy cùng dừng lại một chút để làm một hoạt động nhỏ nhé. Chắc hẳn các bạn đều không còn xa lạ với bách khoa toàn thư mở Wikipedia, đúng không ạ? Có thể nói, đây là một trong những nguồn tham khảo mạng được yêu thích nhất hiện nay bởi tính đa dạng và thuận tiện. Nào bây giờ, nếu các bạn đang có một thiết bị điện tử được kết nối mạng ngay gần đó, hãy truy cập vào Wikipedia và điền từ khóa Cybernetics. Các bạn sẽ thấy bài viết với một phần dài mô tả lịch sử phát triển cùng vô số những ứng dụng thực tiễn của ngành khoa học này. Xong, nếu đọc kỹ hơn, các bạn có nhận ra Cybersyn, dự án Cybersyn hay hệ thống Cybersyn tuyệt nhiên không được đề cập. Tại sao vậy? Các bạn có đang tự đặt câu hỏi, tại sao một dự án máy tính đầy tiềm năng như vậy, một ứng dụng thực tiễn của Cybernetics trên phạm vi lớn như vậy lại bị lãng quên? Và quan trọng hơn, liệu đây có chỉ đơn thuần là một sự thiếu sót của hội đồng thẩm định bài viết hay chính là ý đồ bưng bít thông tin từ một thế lực nào khác? Tất cả sẽ được giải đáp trong câu chuyện ngày hôm nay. Dự án Cybersyn gắn liền với hai nhân vật, Tổng thống Chile Salvador Allende và giáo sư người Anh Stanford Beer. Nhân vật thứ nhất, vị Tổng thống Salvador Allende. Ông đắc cử Tổng thống Chile vào năm 1970 và là người theo chủ nghĩa Mác đầu tiên trở thành Tổng thống của một nước Mỹ Latin thông qua bầu cử dân chủ. Dưới sự lãnh đạo của Allende, Chile đã bắt tay vào con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bước đầu đạt được những thành tựu đáng kể khi cải thiện nhanh chóng cuộc sống của tầng lớp lao động và nền kinh tế của đất nước. Trong đó, thành tựu lớn nhất chính là quốc hữu hóa các doanh nghiệp. Chính phủ nắm quyền kiểm soát khoảng 150 doanh nghiệp, trong đó có một số công ty lớn nhất ở Chile. Tuy nhiên, sự tiếp quản khổng lồ đặt những người đứng đầu quốc gia này trước những thách thức lớn về việc quản lý. Chính quyền không tìm thấy nguồn nguyên liệu thô cho sản xuất, cũng như là những cá nhân có kinh nghiệm và đủ khả năng quản lý một khu vực công nghiệp rộng lớn với số lượng nhân viên ngày càng tăng. Khó khăn ngày càng chồng chất khi trong giai đoạn này, Hoa Kỳ bắt đầu can thiệp một cách tiêu cực nhằm kiến thiết một hệ thống quốc tế có lợi cho mình. Sau chiến dịch chống Allende thất bại trong cuộc bầu cử, Hoa Kỳ đã cố gắng ngăn chặn con đường tiến tới chủ nghĩa xã hội của Chile bằng các phương pháp kín đáo như tài trợ cho các đảng đối lập, giảm mức viện trợ và phong tỏa vô hình. Về phía Allende, trong cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Chile, ông tuyệt đối muốn tránh mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa tập trung của Liên Xô mà ông cho là rườm rà và muốn tìm một hướng đi tiên phong. Ông cùng các cố vấn của mình đã có ý tưởng về việc áp dụng công nghệ máy tính và điều khiển học mạng. Nhân vật thứ hai chúng ta cần nhắc đến đó chính là vị giáo sư người Anh Stanford Beer, cũng chính là cha đẻ của dự án Cybersyn. Thời điểm đó, Beer đang nghiên cứu áp dụng các khái niệm về điều khiển học mạng và quản lý kinh doanh giúp các doanh nghiệp làm việc hiệu quả hơn. Và quả nhiên, sự tương đồng trong ý tưởng và tư duy lớn là bước đầu tạo nên những sáng chế vĩ đại. Salvador Allende, qua lời giới thiệu của các cố vấn, đã bị thu hút bởi các lý thuyết của Beer về mạng ảo và tính hữu ích của nó trong việc mô hình hóa và quản lý kinh tế. Ông đã đồng ý sử dụng nhà khoa học người Anh. Ngược lại, Stanford Beer vô cùng hào hứng khi có cơ hội áp dụng các ý tưởng của mình trên quy mô lớn như vậy. Beer quyết định gác lại hầu hết những công trình còn dang dở bấy giờ, dồn toàn bộ tâm sức vào việc tạo ra một hệ thống quản lý điều khiển học ở Chile. Ông đến Chile vào năm 1971 để bắt đầu dự án này với tên gọi Cybersyn. Đây là sự kết hợp giữa Cybernetics, nghĩa là điều khiển học, và Synergy, có nghĩa là hợp lực. Tiếp theo sau đây, chúng ta hãy cùng đi vào tìm hiểu, vậy dự án Cybersyn đã được xây dựng như thế nào? Sau khi trao đổi đề án với vị Tổng thống Chile, Beer càng thêm tin tưởng vào quyết định của mình, bởi ông nhìn thấy ở hai người có tiếng nói chung. Đó là Cybersyn không nhằm vào mở rộng sự giám sát và can thiệp không cần thiết của chính phủ,
Ngược lại, hệ thống được hy vọng sẽ cho phép người lao động quản lý hoặc ít nhất tham gia vào việc quản lý nơi làm việc của họ và trao đổi thông tin hàng ngày, nhằm tạo dựng niềm tin lâu bền và sự hợp tác chân chính giữa các doanh nghiệp. Thiết kế lý tưởng của dự án CyberSyn là một mạng lưới máy tính nối liền 400 cơ sở sản xuất quan trọng nhất của Chile, dưới sự điều phối từ một máy tính trung tâm. Tuy nhiên, ngay khi bắt tay vào thực hiện, Stanford Beer cùng nhóm cộng sự của ông đã gặp trở ngại lớn do nguồn tài nguyên máy tính trong nước quá hạn chế và lỗi thời. Thêm vào đó, chính phủ Nixon đã thực hiện một loạt những phong tỏa bí mật trong nỗ lực phá vỡ nền kinh tế Chile để ngăn chặn sự lan rộng của chủ nghĩa xã hội ở châu Mỹ Latin. Do đó, Chile càng có ít khả năng nhập khẩu công nghệ. Trong tình thế khó khăn như vậy, một giải pháp đã được đưa ra, đó là thay thế việc sử dụng hệ thống máy tính bằng 500 máy điện tín có sẵn do chính phủ trước để lại. Như vậy, các nhà máy sử dụng máy điện tín gửi đi các tin nhắn qua chứa dữ liệu, ví dụ như dữ liệu về tình trạng thiếu nguyên liệu hoặc số lượng công nhân đang làm việc theo ca của họ. Dữ liệu này đồng thời được chuyển tới hai máy tính lớn của chính phủ trong phòng điều khiển đặt tại thủ đô Santiago. Mô hình này tạo ra một sự cân bằng giữa kiểm soát tập trung và phi tập trung. Nó cho phép quyền tự trị của các nhà máy và công nhân, đồng thời vẫn có sự kiểm soát hợp lý từ phía trên. Bản thân hệ thống có thể đưa ra những dự đoán và điều chỉnh khi cần thiết, và nếu một vấn đề phát sinh không thể khắc phục ở cấp độ nhà máy, nó sẽ được chuyển lên cấp cao hơn để nghiên cứu. Đó chính là phòng điều khiển ở Santiago. Trung tâm điều khiển chính là phần nổi bật nhất của dự án CyberSyn, một không gian được thiết kế hướng tới việc thúc đẩy dân chủ. Đó là một căn phòng hình lục giác với các màn hình gắn trên tường hiển thị dữ liệu về tình trạng kinh tế cũng như các tín hiệu cảnh báo cho thấy khu vực cần sự quan tâm của chính phủ. Các dữ liệu này được thể hiện bằng nhiều màu sắc, ánh sáng và thiết kế đồ họa, giúp người xem nhanh chóng nắm bắt sự phức tạp của nền kinh tế Chile. Trong phòng có 7 chiếc ghế được sắp xếp theo hình tròn hướng vào trong. Số ghế lẻ như vậy nhằm tránh kết quả hòa trong mọi cuộc biểu quyết. Mỗi chiếc ghế đều có một cái gạt tàn, một chỗ cho ly whisky và một bộ nút điều khiển hình học. Bởi nhóm thiết kế cho rằng công nhân Chile sẽ có rất ít kinh nghiệm trong việc sử dụng bàn phím truyền thống. Và đây cũng chính là lần đầu tiên xuất hiện một văn phòng không có bàn, giấy và bút, những thứ được xem sẽ tạo sự hỗn độn và cản trở cuộc thảo luận. Có thể nói, từ khi bắt đầu lên ý tưởng đến quá trình xây dựng CyberSyn, cả Salvador Allende và Stanford Beer đều kiên định với một mục tiêu: khuyến khích sự tham gia dân chủ của người lao động. Năm 1972, Beer đã gửi một báo cáo cho chính phủ Chile đề xuất cho các công nhân, không phải nhà quản lý hay kỹ sư, mà chính là các công nhân tham gia thiết kế và kiểm soát dự án CyberSyn. Ngay cả khi đất nước bị tấn công nặng nề bởi Hoa Kỳ, vấn đề dân chủ công nghiệp vẫn được giữ vững. Vào tháng 8 năm 1973, một tháng trước cuộc đảo chính tàn bạo, Beer đến hỏi vị tổng thống rằng ngài mong đợi sự kiểm soát của người lao động đối với nền kinh tế xã hội đến mức nào. Allende liền đáp: mức tối đa. Tháng 10 năm 1972, dự án CyberSyn đã có cuộc thử nghiệm thành công khi góp phần giúp chính phủ Chile giải quyết một làn sóng đình công của 165 công ty vận tải đường bộ và khoảng 40.000 tài xế xe tải. Dù tham vọng lớn, tình hình kinh tế Chile không cho phép Stanford Beer phát triển tiếp đồ án vĩ đại của mình. Tồi tệ hơn, sau thất bại ở Việt Nam, Mỹ giáp tâm ngăn chặn phong trào cộng sản ở châu Mỹ Latin, thực hiện mọi âm mưu trong khả năng của mình để làm cho tầm nhìn của Allende về chủ nghĩa xã hội thất bại. Đỉnh điểm là cuộc đảo chính năm 1973. Ngày 11 tháng 9 năm 1973, dinh tổng thống bị đánh bom bởi một vũ khí quân sự được CIA hỗ trợ. Allende tự sát ngay tại phòng làm việc. Toàn bộ các tổ chức xã hội chủ nghĩa và dân chủ mà chính phủ Allende đã xây dựng bị phá bỏ, trong đó có công trình CyberSyn. Hầu hết các thành viên của đội thiết kế CyberSyn chạy trốn khỏi đất nước, một số đã bị bắt, phỏng vấn và thậm chí bị giam giữ trong nhiều năm. Sau cuộc đảo chính quân sự, tướng Augusto Pinochet nắm quyền và cai trị Chile dưới chế độ độc tài cho đến năm 1990. Người ta ước tính rằng trong khoảng thời gian cai trị của Pinochet, khoảng 38.000 người đã bị cầm tù và hầu hết những tù nhân đó bị tra tấn. Gần 3.000 người đã bị hành quyết, 1.200 người khác mất tích và khoảng 200.000 người đã bị lưu đày sang các nước khác. Cũng trong giai đoạn này, Chile lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng, kinh tế kém phát triển, đời sống nhân dân đói khổ, tỷ lệ trẻ tử vong cao. Về phía Stanford Beer, thời gian Beer ở Chile đã ảnh hưởng sâu sắc đến ông. Sau khi dành nhiều năm để giúp bạn bè và đồng nghiệp cũ của mình rời khỏi Chile, thoát khỏi chế độ độc tài tàn bạo của Augusto Pinochet,
Ông trở về Anh và tiếp tục các công trình nghiên cứu về điều khiển học cho đến khi qua đời vào năm 2002. Vậy là dự án CyberSyn đã không thể tiếp tục phát triển và được áp dụng hoàn chỉnh. Phòng điều khiển đã hoàn thành nhưng không bao giờ được đưa vào sử dụng. Nhưng họ đã để lại bài học cho ngày hôm nay về mối quan hệ giữa công nghệ và chính trị. Câu chuyện về một hệ thống mạng máy tính đầy tham vọng được xây dựng trong xã hội chủ nghĩa Chile vào những năm 1970. Dự án CyberSyn khiến chúng ta suy nghĩ về công nghệ và dữ liệu ngày nay trong việc kiến tạo đời sống. Vừa rồi chúng ta đã được nghe câu chuyện về dự án CyberSyn. Để tiếp theo chuyên mục, chúng ta sẽ đến với sự liên hệ của dự án này với bối cảnh của đất nước Việt Nam chúng ta. Chúng ta không biết vào những năm 1970 thì Việt Nam đã sử dụng công nghệ như thế nào để quản lý kinh tế và xã hội. Nhưng hiện tại có thể thấy rõ Việt Nam đang có những bước áp dụng công nghệ quản lý cao cấp với những nét giống như dự án CyberSyn vào cuộc sống, thể hiện sự quản lý mang chất dân chủ. Một ví dụ điển hình đó là hội nghị truyền hình. Hội nghị truyền hình là một trong những giải pháp nhằm kiến tạo chính quyền điện tử, một trong 8 lĩnh vực cơ bản của đô thị thông minh. Đầu tháng 1 năm 2017, VNPT đã xây dựng thành công hệ thống truyền hình, hội nghị từ Tòa án Nhân dân tối cao đến Tòa án Nhân dân cấp huyện trên toàn quốc với 789 điểm cầu trên cả nước. Thành công của hệ thống cho thấy việc ứng dụng công nghệ thông tin nói chung và xây dựng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến nói riêng có thể áp dụng rộng rãi trên cả nước, góp phần rút ngắn khoảng cách địa lý, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp một cách kịp thời, nhanh chóng, góp phần tiết kiệm thời gian và kinh phí cho các cuộc họp, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính. Ngoài ra, người Việt ta cũng bắt đầu áp dụng hệ thống giao thông thông minh Intelligent Transport System. Tại cao tốc Hà Nội Hải Phòng, hệ thống ETS bao gồm 9 hệ thống riêng, được chia làm 3 mảng rõ rệt, bao gồm mảng giám sát giao thông, hệ thống camera CCTV dọc tuyến, camera dò xe, hệ thống giám sát tải trọng xe, hệ thống biển báo, hiệu điện tử và trung tâm điều hành tuyến. Mảng tiếp theo là mảng thu phí, gồm hệ thống thu phí khép kín, hệ thống điện thoại liên lạc nội bộ. Cuối cùng là mảng phụ trợ bao gồm hệ thống truyền dẫn, hệ thống cung cấp nguồn và hệ thống bổ sung như loa phát thanh, camera giám sát cầu vượt. Khi trên đường có xảy ra sự cố va chạm hay ùn tắc thì người quan sát có thể phát hiện được ngay trên màn hình trong trung tâm điều khiển và có thể đưa ra cách xử lý phù hợp ngay lập tức. Trong hai ví dụ trên, ta có thể thấy áp dụng công nghệ quản lý đã cho phép các thành phần của một hệ thống được kết nối và thông suốt về thông tin, vừa đảm bảo cho mỗi đơn vị tham gia có thêm thông tin để tự quyết, vừa đảm bảo sự theo dõi và quản lý của các cấp. Chuyên mục kể chuyện của chúng tôi đã hết. Chúng tôi xin dừng số phát sóng ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.